Xin chào thầy và các bạn, em tên Lê Quốc Thành là sinh viên lớp IF45 đang thực tập tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ. Được sự phân công của thầy, hôm nay em xin trình bày về Ngọc Nữ Tâm Kinh. Trong bối cảnh phim ảnh, người ta thường biết đến Ngọc Nữ Tâm Kinh là một bài tu luyện võ công trong cuốn tiểu thuyết Thần Điêu Hiệp Lữ và được tu luyện bởi Dương Quá và Tiểu Long Nữ. Đây là tuyệt học cao nhất của phái cổ mộ do Lâm Triều Anh sáng tạo nên dựa trên võ công của toàn chân giáo. Nói sơ về Ngọc Nữ Tâm Kinh, thì khi tu luyện nội công thì cần phải có hai người cùng nhau luyện tập, tốt nhất là một nam một nữ. Nội công của Ngọc Nữ Tâm Kinh khi luyện tập phải cởi bỏ hết quần áo trong lúc luyện công. Nếu không, khí nóng trong cơ thể phát ra, nếu có quần áo khí nóng chạy ngược vào thì tẩu hỏa nhập ma chết ngay tức khắc. Lúc luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh chia ra âm tiếng và dương thoái, tu luyện dương thoái thì có thể ngừng lại nghỉ, nhưng âm tiếng thì phải liên tục không được đứt quãng, nếu không tẩu hỏa nhập ma chân khí chạy ngược vào lục phủ ngũ tạng. Ngọc Nữ Tâm Kinh có thể nói là đã mở ra một ngọn nguồn võ học xưa nay chưa từng có, vì trong nó có chứa một chữ tình, tình là thứ càng hận thì càng yêu, đúng là thứ khó hiểu nhất trên đời. Ngọc Nữ Tâm Kinh hôm nay em nói đến có thể hiểu là một phần của sự hòa hợp trong giao hoan nam nữ, nữ thuần âm, nam thuần dương, sự kết hợp âm dương là quy luật tất yếu của đất trời. Sau đây em xin phép liên hệ thực tiễn những Ngọc Nữ Tâm Kinh và bài tập Kigo. Ngọc Nữ Tâm Kinh trong bối cảnh bài tập Kigo thường được hiểu là một phương pháp kết hợp giữa truyền thống dưỡng sinh của đạo giáo và các bài tập hiện đại như Kigo để tăng cường sức khỏe sinh lý và năng lượng nội tại. Trong đó, Ngọc Nữ tượng trưng sự tinh khiết, thanh tịnh và khả năng kiểm soát cơ thể một cách sâu sắc, đặc biệt là các cơ sàn chậu, tương tự như mục tiêu của bài tập Kigo. Mối liên hệ giữa Ngọc Nữ Tâm Kinh và bài tập Kigo có thể được hiểu thông qua các khía cạnh sau. Thứ nhất, tăng cường cơ sàn chậu. Cả Ngọc Nữ Tâm Kinh và Kigo đều tập trung vào việc rèn luyện và kiểm soát các cơ sàn chậu. Trong đạo giáo, việc kiểm soát các cơ này được xem như là một phần quan trọng của việc duy trì năng lượng sinh lực, hay còn gọi là khí, giúp cân bằng và lưu thông năng lượng trong cơ thể. Thứ hai, kiểm soát năng lượng nội tại. Ngọc Nữ Tâm Kinh nhấn mạnh việc lưu chuyển và điều hòa khí trong cơ thể, tương tự như khi thực hiện bài tập Kigo. Việc kết hợp hơi thở và sự tập trung tinh thần trong quá trình tập Kigo có thể giúp bạn tăng cường khả năng kiểm soát và điều hòa khí, mang lại sự cân bằng cả về thể chất lẫn tinh thần. Cuối cùng, cải thiện sức khỏe tình dục và sinh sản. Các phương pháp tu luyện trong Ngọc Nữ Tâm Kinh thường được cho là giúp cải thiện sức khỏe sinh sản và tình dục, tương tự như lợi ích của bài tập Kigo trong việc tăng cường khả năng kiểm soát tiểu tiện và cải thiện đời sống tình dục. Áp dụng Ngọc Nữ Tâm Kinh vào bài tập Kigo được chia làm 4 nội dung. Thứ nhất, chuẩn bị tâm lý và không gian. Tìm một không gian yên tĩnh nơi bạn có thể ngồi và nằm thoải mái, thư giãn cơ thể, giữ cho tâm trí yên tĩnh và tập trung vào hơi thở của bạn. Thứ hai, kết hợp thở với động tác Kigo được chia làm 4 bước. Bước 1, hít vào thật sâu qua mũi, tưởng tượng rằng bạn đang đưa năng lượng khí vào vùng bụng dưới và vùng chậu. Bước 2, khi thở ra từ từ qua miệng, nhẹ nhàng siết chặt các cơ sàn chậu, giống như khi bạn đang cố gắng ngăn dòng nước tiểu. Bước 3, giữ siết cơ trong vài giây trong khi tiếp tục duy trì hơi thở đều đặn, tập trung vào cảm giác khí đang lưu chuyển và nuôi dưỡng các cơ sàn chậu. Bước 4, thả lỏng cơ sàn chậu khi bạn hít vào tiếp theo và tưởng tượng khí đang được lưu thông tự do khắp cơ thể. Nội dung thứ ba, chánh niệm và tập trung tinh thần. Trong suốt quá trình tập, hãy giữ ý thức về dòng chảy năng lượng trong cơ thể, đặc biệt ở vùng chậu. Hãy cảm nhận mỗi lần siết chặt cơ sàn chậu như một cách tập trung và điều hòa năng lượng bên trong bạn. Nếu có thể, bạn có thể kết hợp với hình dung về ngọc ngữ, biểu hiện của sự thanh khiết và hài hòa, để giúp tập trung tinh thần và tạo cảm giác kết nối với năng lượng nội tại. Cuối cùng là tần suất và cường độ. Bạn có thể thực hiện bài tập này từ 3 đến 4 lần mỗi ngày, mỗi lần 5 đến 10 phút, tăng dần thời gian siết chặt cơ sàn chậu khi bạn trở nên quen thuộc với kỹ thuật này. Luôn nhớ tập luyện cách nhẹ nhàng và không có sức để tránh căng thẳng cho cơ thể. Sự kết hợp giữa Kegel và Ngọc Nữ Tâm Kinh có thể giúp bạn đạt được không chỉ sự mạnh mẽ về thể chất mà còn cân bằng về tinh thần, nâng cao chất lượng cuộc sống toàn diện. Phần trình bày của em đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe.